Chiều nay 14 tháng 3, U23 Việt Nam có trận đấu giao hữu quan trọng với câu lạc bộ Phú Thọ. Trận đấu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút để U23 Việt Nam có thể sử dụng tối đa số cầu thủ huấn luyện viên Chusia có trong tay. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp không thể đưa vào sân tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt. Cầu thủ này bị ốm và không đảm bảo thể trạng thi đấu. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Quốc Việt không làm ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của huấn luyện viên Chusia. Ông có trong tay hai tiền đạo khác là Nguyễn Văn Tùng và Phạm Đình Duy. Bộ đôi này cũng không ghi bàn nhưng kết quả không phải điều quá quan trọng trong một trận giao hữu mà những thử nghiệm mới là mục đích lớn nhất. Quốc Việt gặp vấn đề về sức khỏe. Trong hiệp đấu đầu tiên, không có bàn thắng nào được ghi, U23 Việt Nam và câu lạc bộ Phú Thọ đều chưa cho thấy sự mạch lạc cần thiết. Hai đội cần thêm thời gian để bắt nhịp với một trận đấu tập có tính chất đặc thù. Trong hiệp đấu thứ hai, từ pha đá phạt góc của Võ Minh Trọng, Trần Mạnh Quỳnh lao vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho U23 Việt Nam. Cuối hiệp đấu này, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ hai sau pha phối hợp trung lộ hay giữa Nam Trường và Phạm Văn Hữu. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chuẩn xác. Đến cuối trận đấu, câu lạc bộ Phú Thọ có bàn thắng từ nỗ lực của Văn Tám và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ngày 18 tháng 3, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tham dự giải hữu Doha Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Chusia sẽ lần lượt gặp Iraq vào ngày 22 tháng 3 và UAE vào ngày 25 tháng 3. Sau đó, U23 Việt Nam có thêm một trận đấu phân hạng nữa vào ngày 28 tháng 3. Các trận đấu này có tính chất đặc biệt quan trọng để huấn luyện viên Chusia có thể đánh giá về năng lực của các cầu thủ khi chỉ còn hơn một tháng nữa là môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ khởi tranh. Mục tiêu của U23 Việt Nam là lọt vào trận chung kết.